Chào mừng các bạn đến với trận giao lưu bóng đá của các ban huấn luyện và các nguyên học viên của đội Nam Định. Đây hầu như đều là các cầu thủ từng đá cho V-League của đội tham gia V-League của đội bóng đá Nam Định. Và áo xanh kia là thầy Nguyễn Ngọc Lung. Đã từng rất nhiều năm gắn bó với đội Nam Định và hiện tại bây giờ thầy đang huấn luyện đội U15 tuyển trẻ U15 Nam Định. Còn ở đây là các cầu thủ rất là nhiều các cầu thủ hiện tại cũng đang thi đấu cho ở giải V-League năm 2024 vừa qua. Các thầy với các cầu thủ cởi trần nhiều quá không nhận được ra. Cầu thủ của ghi bàn đây thì không nhầm đấy cũng đang đá vị trí chạy cánh của đội Nam Định trong cái giải V-League 2023-2024 vừa rồi. Thầy Nguyễn Ngọc Lung sau khoảng gần 2 tiếng cả công tác chỉ đạo nữa thì từ 3 tiếng đồng hồ rồi, từ 2:30 về 14:30 đến 17:30 dành cho thời gian huấn luyện cũng như là tổ chức trận giao hữu bóng đá giữa U15 Nam Định và U15 Hải Phòng. Sau đó thầy vào tham gia cùng mấy câu lạc bộ anh em, như thầy chia sẻ là các học viên cũ của Trung tâm đào tạo bóng đá Nam Định. Nhưng có sát thì đôi cái trần ghi khá nhiều bàn thắng, đôi của thầy Nung thì thua nhiều quá. Thấy vào quả nào các thầy cũng viện lý do. Giờ video tôi xin phép được quay ngắn một đoạn video để chia sẻ với các bạn xem nó vui thôi. Giờ xin phép dừng video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.